bệnh khác như là rối loạn tiền đình, chèn ép thần kinh, u nang buồng trứng, viêm xoang. Và ba căn bệnh nặng nhất của là bị em bị nặng nhất đó là căn bệnh là chèn ép thần kinh, đến cái nỗi là trong thời gian đó là em phải, tức là lúc đó em không có tiền thuốc tây nữa, và em đi tìm tất cả các bệnh, các phương pháp về dân gian và sử dụng các sản phẩm nhập từ nước ngoài về, tại vì em cũng không tin là sản phẩm sách tay về Việt Nam, tại vì em biết đó là những cái sản phẩm mà để qua nhiều cái khung không gian rồi, nên là khi mà sẽ sử dụng đó, những đơn hàng cả mấy chục triệu nhưng đều không có kết quả tốt trong gần 5 năm. Và lúc đó thì cái dịch đi xưa dịch, và lúc đó sức khỏe của em hoàn toàn đi xuống và em phải nhập bệnh viện Vinmec 10 ngày. Và 10 ngày đó em phải tiêm an thần và giảm đau để mà cầm chừng cho mình. Và lúc đó bác sĩ bệnh viện Vinmec là chuyển em lên bệnh viện tâm thần của Đà Nẵng. Và lúc đó nói em là phải nhập viện. Nhưng mà thời gian đó thì mình không nhập viện được vì con của mình ở nhà. Nên là cứ 10 ngày mình lên nhập viện một lần để mình tiêm thôi. Và thật hạnh phúc và cho bản thân mình. Và thật là biết ơn Siberia và người chị gái của mình. Thật ra là biết em là một người khó tính, không còn tin sản phẩm nữa. Nhưng mà em chỉ yêu thích hai từ, đó là thiên nhiên. Và lúc đó em chỉ yêu hai từ đó thôi là em trải nghiệm sản phẩm. Và chị giới thiệu cho em một người thủ lĩnh ở trong tập đoàn mình. Và lấy cho em một đơn hàng đó là 5 triệu. Em trải nghiệm thì sau 1.5 tháng, mình cảm nhận được sức khỏe của mình đi lên và cả làn da của mình. Bởi vì bản thân em rất thích làm đẹp. Nên khi làn da của mình cải thiện và lúc đó cái mong muốn và cái khao khát của mình đó là lan tỏa cái sản phẩm này tới cho nhiều người hơn. Tại vì em biết những năm tháng mình bị trở bệnh có rất nhiều anh chị đang sử dụng những cái sản phẩm và thuốc tây và rất cần những người như mình lan tỏa. Và sau khi mà quyết định tham gia và ký kết hợp đồng CBD thì em đã đốt quân thể 18 năm kinh doanh của mình và bây giờ đã tập trung hoàn toàn cho CBD Internet. Và em cũng hy vọng cái câu chuyện của em là như bác nói là chỉ mình chỉ cần dùng đúng đủ đều và có cái niềm tin rằng là mình sẽ khỏi và mình chắc chắn là mình sẽ sản phẩm này sẽ là sản phẩm tốt, em tin chắc chắn về điều đó. Bởi vì từ khi mà dùng sản phẩm này gia đình em không còn dùng thuốc tây nữa. Và cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn bạn rất nhiều.